Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, có một phép lạ đã xảy ra tại Hy Lạp, đó là bức tranh Đức Mẹ Ủi An chảy nước mắt từ ngày 8 tháng 9. Theo thông báo của các giáo phận Kaisariani, Pironas và Himete, từ ngày 8 tháng 9 năm 2020, bức tượng Mẹ Thiên Chúa, còn được gọi là Đức Mẹ Ủi An, ở nhà thờ Thánh Dimitri ở Vironas, ngoại ô phía đông nam thủ đô Athena, Hy Lạp, bắt đầu chảy nước mắt. Theo truyền thống giáo hội chính thống, các dấu chỉ như vậy của Chúa được xem là liên quan đến tín hữu chứ không liên quan đến người ngoại đạo. Tín hữu giáo hội chính thống mừng ngày 8 tháng 9 là ngày sinh nhật Đức Mẹ, biểu tượng là bức tượng Đức Mẹ Ủi An, và bức tượng đã chảy nước mắt khi đọc tin mừng. Đây là một phép lạ đã xảy ra với giáo hội chính thống giáo đúng vào ngày sinh nhật ngày 8 tháng 9 là ngày sinh nhật của Đức Mẹ. Kính thưa quý vị và anh chị em, hiện tượng này tái diễn trong những ngày sau đó, làm cho nhiều giáo dân đến kính tượng Panagia. Giáo phận chính xác cho biết sự kiện diễn ra trong lúc cử hành phụng vụ lời Chúa, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống nơi này và ban phép lành cho người tham dự qua sự hiện diện của Ngài. Chúng tôi cầu xin Chúa bảo vệ chúng tôi trong tình hình hiện tại. Sự việc dấu chỉ này được biểu lộ cụ thể trên tượng Đức Mẹ Ủi An, có nghĩa là Theotekos, Mẹ Thiên Chúa, nâng đỡ và ủi an các tín hữu, như Mẹ đã nâng đỡ và ủi an các thánh tông đồ và giáo dân trong các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên khi họ bị bắt hại và bị bỏ tù. Kính thưa quý vị và anh chị em, những cái hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem đây là những cái giọt nước mắt từ ở bên hai trên khóe mắt của Đức Mẹ, tên là Đức Mẹ Ủi An, chảy xuống ở dưới cái bức tranh luôn quý vị và anh chị em đã xem đó. Thật sự đây là một cái dấu chỉ, giáo hội chính thống xem đây như là một, đây là một dấu chỉ được biểu lộ cụ thể, được Mẹ Thiên Chúa nâng đỡ và ủi an các tín hữu. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho cơn đại dịch này mau qua đi, vì thật sự giờ này cũng nhiều nơi trên thế giới con số tử vong đã không dừng lại. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.